Dạ vâng, em chào các bác nhé. Thì tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho các bác xem một mẫu xe nữa đây ạ. Một mẫu xe còn cực kỳ đẹp luôn các nhá. Đó, mà giá cả chỉ có hơn 100 triệu thôi đúng không ạ? Sau đây em sẽ quay chi tiết tổng thành cho các bác xem mẫu xe này. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô, chuyên bán cũ toàn quốc. Vậy các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và nút thông báo để có thể thường xuyên xem những cái mẫu xe mới nhất mà bên em cập nhật nhá. Đây các bác xem này, đẹp từng chi tiết một luôn, từng những phần đinh chốt bản lề đây đúng không ạ? Còn rất là mới luôn và còn nguyên bản vết sơn nhà máy đánh dấu. Toàn bộ đây ạ, táp ly cửa đây ạ, táp ly cửa các nhá là zin, họ zin nguyên bản luôn. Họ rất là đẹp luôn các nhá, keo chỉ đây ạ, keo chỉ là zin cả xe, không mất phân keo chỉ nào. Ó máy lổ cực kỳ êm luôn. Đây ạ, các bác xem ạ. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Toàn bộ xe rất là đồng đều các bác nhá. Các bác xem này, phần táp lô này, đẹp không? Đó, xuất sắc luôn các nhá, đó, xuất sắc luôn ạ. Rất là mới luôn. Màn hình các nhá, đó, có 3 màn hình các nhá. Dạ vâng, mẫu xe được mang tên là Daiugenta các bác nhá. Nó sản xuất năm 2011 và đăng ký lăn bánh năm 2012 các bác nhá. Đó. Một mẫu xe số sàn sử dụng động cơ 1.5 các bác nhá. Nên là cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng này là khá hợp lý các bác nhá. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Chỉ 6 lít rưỡi đến 7 lít thôi trên 100 cây cả điều hòa các bác nhá. Đó, phụ tùng của cái dòng này thì rất là sẵn đồ thay các bác nhá. Một mẫu xe nói chung là khá phổ thông rồi các bác nhá. Đây màn hình đây, cả vào đằng sau hai cái màn hình nữa các bác nhá. Con xe này phần vô lăng này, có con xe nào vô lăng đẹp thế này các bác? Đó, hiếm gặp đúng không ạ? Em phải tư vấn luôn các nhá. Đó, cái dòng xe này người ta rất là hay dùng để taxi dịch vụ các nhá. Đó. Nên là các bác phải mua được cái mẫu xe gia đình cơ. Nên là nó mới đẹp được các nhá. Đó, đây là một mẫu xe gia đình luôn. Đó, xe gia đình luôn, rất đẹp luôn. Còn khá chất lượng. Các bác xem này, lốp này. Đó, lốp mới cả dàn này, được chưa? Lốp còn rất là mới luôn. Đó, đã độ lên cả phần mâm đúc rồi nhá. Đó, đã độ lên mâm đúc rồi. Đây để em cho cái ghế lên các nhá. Nói chung là xe đẹp lắm các bạn ạ, xe cực kỳ đẹp luôn. Rất chịu chơi luôn các xe màn hình này. Nói chung là xe taxi thì rất là rẻ thôi nhá, xe taxi thì nó chỉ tầm khoảng là... Nói chung là xe taxi thì nó rẻ lắm các bạn. Nhưng mà cái taxi thì chắc chắn nó sẽ không chất lượng bằng xe gia đình rồi đúng không ạ? Xe gia đình thì nó đáng đồng tiền mặt gạo con nhá. Đó, nên là các bác mua về là yên tâm sử dụng, không lo sửa chữa nhiều đúng không ạ? Đây các bác xem, các bác nhìn mỗi cái vô lăng thôi đã biết là chất xe gia đình rồi đúng không ạ? Đẹp, đẹp xuất sắc luôn ạ. Xe taxi thì nó đẹp như này đúng không ạ? Dạ vâng, bên em luôn luôn tuyển chọn các nhá, luôn luôn tuyển chọn và test thử các nhá. Nó rất là kỹ những cái mẫu xe nhập vào. Đó, xe nó phải thực sự đẹp, thực sự chất lượng thì bên em mới nhập vào các nhá. Đó, nên là các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng xe các nhá. Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết bằng văn bản đầy đủ cho các bác là xe không đụng không gặp nước các nhá. Đó, về cái chất lượng xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Đó. Một mẫu xe đúng chất lượng xe gia đình luôn. Toàn bộ đây những cái phần mạng chrome này rất là sáng này, đã độ phần đèn nhá, đã ốp mạng chrome rồi. Đó, phần đèn thì nó không có mạng chrome đâu. Đó, toàn bộ đây thì là chủ xe đã độ lên rồi. Đó, lốp mới cả dàn. Xe còn khá chất lượng luôn. Cực kỳ đẹp quá nhá. Và bên em chào bán mức giá là cũng cực kỳ rẻ thôi các nhá. Cực kỳ rẻ luôn, cực kỳ hợp lý cho các bác ạ. Chỉ có 159 triệu các nhá. 159 triệu các bác đã sở hữu ngay một mẫu xe đẹp này rồi. Sau đây em sẽ lổ phần khoang máy động cơ cho các bác xem nhé. Có máy lổ đại chất luôn ạ. À, xe gia đình mà các bác nhé. Nói chung là những cái dòng này thì các bác phải mua được những cái mẫu xe gia đình các bác nhé. Đó, mua được những mẫu xe gia đình thì mới đảm bảo chất lượng được các bác nhé. Đây các bác xem này, lốp mới cả dàn luôn ạ. À, mua phải những mẫu xe taxi thì các bác làm vừa về vừa đi vừa sửa rất là mệt. Và đây máy thì lổ rất là êm luôn ạ. À, máy lổ êm du các bác nhá, máy lổ êm du.
có một cái vài cái chi tiết lỗ bẩn thì có nhá, thì có thể là lau chùi thôi. Có cái đó thì không quan trọng, quan trọng các bác nghe tiếng máy này, nó lổ tròn tiếng không ạ? Nó lổ tròn tiếng luôn, lổ êm ru luôn ạ. Toàn bộ phần răng đầu có nhá là zin nguyên bản luôn, toàn bộ phần răng đầu đây là sơn zin nhá, sơn zin nguyên bản luôn. Đó. Máy lổ êm ru ạ, lổ êm, lổ nó tròn tiếng có nhá, khá chất lượng. Có nghe này, có nghe thấy máy lổ không ạ? Đây em đang để đây, cáp bô đây. Hầu như là nghe tiếng máy lổ nhưng mà nghe rất là bé đúng không ạ? Êm ru. Đó, quá êm luôn. Đại chất coi nhá, êm chưa? Hầu như đứng xa một chút không nghe tiếng máy lổ đúng không ạ? Chỉ nghe tiếng ồn ào bên ngoài thôi đúng không ạ? Dạ vâng, vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 coi nhá. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, bên em chuyên mua cũ toàn quốc và vận chuyển toàn quốc luôn coi nhá. Ó, phí vận chuyển thì các bác thêm phí cho em nhé. Dạ vâng, một lần nữa em Minh Ô Tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.